Hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Fish nha mọi người. Đấy, thì trong game này là mình sẽ vẫn là mình phải phải đi trốn một cái con quái vật, và lần này con quái vật của nó là đầu cá mà mình chân. Nó cũng nó sẽ khác bên nàng tiên cá. Đấy, tiên cá là ở trên là con người, ở dưới là đuôi cá đúng không? Không, còn đây là cái đầu, ở trên là đầu cá, còn ở dưới là chân người. Đấy, và con này nó sẽ không ăn thịt mình mà con này nó sẽ đá đít mình. Đấy, thì nhiệm vụ của mình sẽ phải thoát ra khỏi cái chỗ này. Nhưng mà cô đang thắc mắc là tại sao là cô lại bị rớt vô trong một cái ống cống như thế này nhỉ? Ui ôi, nhìn dễ thương vãi. Vãi chưa, nhìn dễ thương gì? Ôi ôi. Ui. Ôi giờ cái nhân vật của Roblox làm đẹp dữ quá. Nhất cái nắp thật sự luôn. Thề. Rồi, nhiệm vụ của mình là cần kỳ 14 cái sketch là cái gì ta? Tự nhiên cần kỳ 14 cái sketch. Hồi nãy vô cô lượm cái này trên này có cử đâu cái vật dụng. À không. À, tôi lượm cái yellow key. Vậy còn cái sketch là cái gì thì cô chưa có biết. Từ từ, để mình sẽ phải đi tìm từ từ nha. Ngồi lúc nào? Ngồi lúc này đúng không? Để bật tiếng nó to lên cái. Trời má nó bự dữ vậy. Ôi rồi ôi. Ở đó đây, có cái tiếng này vô nghe nó mới hấp dẫn nè. Ôi. Cái gì vậy trời? Tôi chưa tôi thấy rồi đó, tôi thấy ý nó kìa. Vô! Cái con game này bị lỗi à. Đấy 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 mọi người thấy nó chưa? Tôi cam đoan nào với mọi người là con game này có vấn đề rồi. Không hiểu luôn đấy. Ok, có yellow. Ôi rồi, nó bật quần rồi, rồi nó bật quần kiểu đó thì thôi chứ. Nấp. Đấy mọi người thấy nó chưa? Cái mặt của nó kỳ lắm. Tôi không biết phải diễn tả cho mọi người như thế nào. Con này giống giống như con cá hề ấy. Đúng không? Nè, nó nè. Ấy. Mà cái sao mày không đi đường này, mày đi đường kia, cái con điên. Mày đùa tao mà mày đi đường bên kia đi. Trời ơi. Nó giở mặt với tôi thiệt sự. Ok, không sao, tôi sẽ đi qua đây. Chắc gì nó đi vô được trong này. À, tôi đoán là cái chỗ này đang có vấn đề. Cái chỗ cái ống này đang có vấn đề nè, không có vô được. Ống này rõ ràng ống này vô bình thường mà. Không hiểu sao luôn ấy. Nãy giờ gần 2 phút trời rồi mà tôi chưa thoát ra được khỏi, chưa mở được cái cửa nào. Kỳ thế. Đừng có ở đây nha. Ok man. Cái này là cái gì đây? À. Sketch ở đây là cái bước, có nghĩa là ví dụ như tôi lượm được một cái vật dụng nào đó, coi như là nó sẽ nhảy qua cái bước tiếp theo. Ủa lạ trời, vậy luôn ấy. Giờ ra quan trọng có gặp nó hay không đi, giờ Blue Key nắm đâu ta? Map này tôi có chơi lần nào đâu sao tôi biết được. Blue cái này là cần gì? Con này không vô được. Cái này tôi đoán là mình phải có cái chìa khóa hay cái gì đó mình mới vô được. Đây, Green TNT. Chỗ này cần cái TNT. Ok, nhớ. Phải có cái gì đó đập bể cái này mới mở được. À, cùng cái hammer. Ui, mày hết hồn luôn ấy. Nó đang ở đâu vậy? Như nó không có ở đây. Ok, cứ đi clip thôi. Bây giờ cô đang cần tìm cái Blue Key. Ôi, Purple Key, mẹ, Purple Key. Tôi cần Blue Key, mới ra Purple Key, là sao? Blue Key đâu, where is Blue Key? Ui, hết hồn. Rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ôi, xong rồi. Đậu vòng đi đâu vậy? Thôi. Nó đâu rồi? Nó bên kia. Thôi tôi núp tôi đi qua bên này thôi. Con quỷ. À, một green. Ok. Phải note lại chứ để nhớ chứ không có không quên. Một green. Rồi đi hướng nào nữa? Giờ quan trọng là Blue Key nằm ở đó. Mẹ nó cho con chạy nhanh lên. Ôi trời ơi. Không là chết tôi rồi. Khổ quá. Khổ quá đi chứ giờ không biết chạy hướng nào cho nó hợp lý đây nữa. Thôi, chắc là tôi sẽ quẹo bên trái đi. Đằng nào đi hướng bên này tôi cũng chưa có đi thử. Hay là cái này là Purple Key mà, rõ ràng là Purple Key mà. Chỗ này là qua rồi nè, chỗ này qua rồi nè. Green. Rồi. Vậy thì tôi sẽ quay lại để tôi đi đường khác. Rồi coi nha, khúc bên này đi chưa, khúc bên này đi rồi. Khúc bên này đi chưa? Khúc bên này là tính ra là đang đi đường chữ U luôn ấy.
Hết cái map trong này không thuộc nổi luôn. Thời bự quá, bự quá, quá bự. Đây mẹ Blue nằm bốc ở bên kia. Ôi giờ mày đứng đây làm sao có đi con quỷ cá. Trời ơi mày, mày có chân mày đi, mày đi mày đá thằng khác đi chứ sao mày đứng đây làm cái gì không hiểu luôn. Đấy Blue kia kìa, coi cất không Blue kia kìa. Ê làm sao để Blue có thể qua được bển ta. Mày nhớ mặt bố đây. Tao đi vô trước đây. Ok. Trời ơi, một cái spec của nó không hẳn là một cái bình thường đâu, mà là nó có thể nhảy oppy nữa. Khó vậy trời, vậy con game này dài bao lâu trời. Phê đây. Lên. Giờ phải vượt oppy thôi mọi người ơi, chứ không vượt oppy là không qua được đâu. Ui, quá xa vậy. Mấy em nữa là rớt bà nó rồi. Ok man, qua rồi. Cố lên. Ý, trời ơi, tào lao vậy gì. Vậy mà cũng để rớt được, quá thật sự luôn ấy. Qua. Qua, ok. Ok, ok. Ôi ôi, sao mà nó mỏng dánh vậy. Ê bạn, sao mà mới có cái thứ hai thôi mà bạn làm khó nhau vậy bạn. Ôi ôi ôi, bạn làm game mới cái thứ hai thôi. Bạn đã đưa ra cái thế này thì bố ai. Những người mà không nhảy, không nhảy oppy ổn, không nhảy oppy giỏi thì như thế nào. Tôi thì cũng không tự nhận mình oppy giỏi, nhưng mà như thế này thì cũng thật sự là quá khó rồi. Hammer, hammer là mình sẽ đi mở cái purple, ok purple nhớ rồi. Coi nó cay không chứ cái chỗ này nó bị lỗi nè mọi người. Cay thật sự. Hammer, hammer là mình sẽ phải đi mở ở phía bên này. Đây, một đấy. Thấy ông nội tôi rồi. Thấy ông nội tôi rồi. Tôi đi hướng khác, tôi không đi hướng đó đâu. Cho tiền cũng không đi hướng đó đâu. Lỗi nữa rồi. Có vẻ như có nhiều chỗ nó bị lỗi hề. Một green đúng không? Qua bên này, chắc chắn là bên này. Ôi giờ, bây giờ mình đi tìm cái chỗ mà một green. À đây, một green đây. Hay là mình đi qua hướng bên này. Ủa không phải. Đi vô đây nè, vô đây mới đúng nè. Đây. Ui giời. Mẹ nó đi nó đá con quỷ. Đấy nó đá con nhỏ kìa, con rất không chứ. Ủa đâu rồi ta? Cái mèo nào, cái con kia đang nằm ở đâu? Giờ không có nhớ. Ơi. Ôi, ôi, xin lỗi. Đi lộn chỗ làm gì căng. Tức quá, đi qua bên này thôi chứ biết sao giờ. Giờ quan trọng là cái kia nằm đâu ta. Tôi thì tôi lại méo nhớ mấy cây chứ. Tôi thì cũng không nhớ rồi. Không nhớ cái cục kia nằm ở đâu luôn. À, cây thật sự. Hồi nãy đi cho đã vô giờ không nhớ nằm hướng nào. Ta đây, 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 đây. Đây. Ôi, ôi. Purple, purple, purple hướng này luôn, purple hướng này luôn. Ngon rồi. Đây, purple đây. Ôi. Dạ. Ôi, quá quá rồi. Mẹ em chết mẹ ơi. Ôi, ôi, ôi. Mẹ em chết thật sự. Nó khó thế. Ý, à, có 7 nữa chứ. Đùa nhau à. Đây. 3 đỏ. À, 3 red. Một green bar red. Ok man, nhớ rồi, rớt xuống đây là tôi không biết mình có mất không. Nhưng mà thôi, tốt nhất là mình nên né đi. Úi xồi. Úi xồi ôi. Ừ, anh làm gì được tôi. Ừ, anh làm gì được tôi. Ừ, tôi né nè. Rồi xong rồi. À, trời ơi, em chết rồi ôi. À. À. Màu vàng nằm đâu ta. Màu vàng nằm đâu nhỉ? Giờ thật sự là không nhớ màu vàng nằm đâu luôn. Có màu đỏ, à màu cam chứ đâu phải màu vàng, màu cam chứ. Một lá. Hai đỏ. Một lá, hai đỏ. Ê lộn nhầm. Một lá. Ba. Ba đỏ, hai xanh dương. Ờ đúng rồi đó, hai xanh dương là ra rồi đó. Vậy là có lượt 6 rồi đúng không? Ngon rồi.
Ôi, được 6 rồi. À, hình như cái chỗ này nó sẽ mở, nhưng mà đi hướng nào? Từ từ. Trời đất ơi, cô cất ghê luôn ấy. Cái cửa màu cam nằm ở đây. Nãy giờ cô đi tốn thời gian, cô đi tìm mà cô không biết cái cửa màu cam nằm ở đâu. Cái thật sự. Con game này nó ác với tôi quá. Ôi, ok, nó trông tìm được cái cây là ngon rồi. Trời ơi, mừng hét lớn luôn ấy. Rồi, bây giờ cô nhớ cái cây, cô biết cái cây nằm đâu rồi. Vãi chướng các con game. Đây, tìm cây quẹo đây là cái nè. Nice. Ủa? Một lá này để lại. Ê, đừng nói nó xuống như này nha. Chắc không đâu. Chắc nó không xuống như này đâu. Một lá thì đâu cần. Ủa? Một lá hai dương. Khoan từ, một lá hai dương thì biết rồi mà. Một lá hai dương thì giống nó khác gì hồi nãy đâu. Nó y chang luôn. Nhưng mà dưới này chắc chắn là nó sẽ có một cái cưa nữa ha. Trời ơi, đùa à, sao cái con game này nó dài dữ vậy? Ba cam. Ủa? Ba cam, hồi nãy chỗ kia là ba đỏ mà bây giờ nó biến thành ba cam rồi. What? Chỗ này là chỗ nào nữa đây? Ủa, tính ra trong khu này nó rộng dữ vậy? À đây. Đây. Ba cam nè. Hai dương nè. Rồi, ngon. Cây cưa. Ok, có cái cưa rồi. Ôi má, dưới này nó rộng khiếp, rộng vãi chưởng luôn. Đây, bên này. Cái chỗ hồi nãy là cái chỗ mình mới đi vô nè, nhưng mà làm sao mà cô có thể lên được ta? Thì chắc chắn là mình phải đi cưa cái chỗ kia thì mình mới ra được. Cái chỗ cần cưa nằm đâu khúc này nè. Đây, khúc cưa đây. Đây. Đây, chỗ ra luôn nè. Có crowd bar nè. À, crowd bar là nằm ở trong cái cửa blue. Crowd bar nằm trong cửa blue, nhớ rồi. Game này nó dài mà nó khó nữa. Thật sự con game này nó khó quá đi. Ủa, cửa này quen quá coi. À, cửa này là cái cửa bên kia. Ok, nhớ rồi. Từ từ, tôi cần phải đi qua lại cái cửa blue. Đây. Đây, cửa blue đây, đi qua bên kia nó mới có crowd bar được. Ủa đúng không ta? Crowd bar đúng không? Nó cần crowd bar để mở cửa đó đúng không? Tôi không nhớ rõ lắm. Đây nè, nó có cái cửa ở chỗ này nè. Hồi nãy là cô đi tìm cái cửa màu cam á, là cô vô đây cô mới biết là trong này nó mới cần cái crowd bar. Trời đất ơi, vừa phải thôi chứ. Rồi. Reiki, trời ơi. Mà nãy giờ cô thấy là còn có rác kia là chưa mở thôi đó, là cô không biết còn cái nào nữa hay không. Rác à, bạn đùa mình à? Bạn đùa mình đúng không? Nghĩ sao bạn đứng ngay cái chỗ đó rồi làm sao mà đi? Đùa. À, đây. Rồi xong luôn. Là con game mình nó bị lỗi mọi người, với con game này nó rất là mất dạy, nó tốn 55 đô, tốn 50 đô mất rồi. Con game mất rất là mất dạy luôn á. Thầy cá nó rất là mất dạy luôn. Cái thật sự không biết đường đâu mà lần. Đấy, đó mọi người thử nghĩ coi, vậy làm sao mà đi? Vậy rồi vậy làm sao mà dám chạy? Chạy ra cho nó đá bể đầu à? Rồi, đứng đây chạy cho nó đá bể đầu hay gì? Thôi được rồi, núp. Tính ra là mình chạy ngang nó đấy. Mà chỉ có điều là nó chơi mất dạy quá, mình chơi không có lại nó thôi. Đấy, ok thôi, hay quá, dí bên kia đi. Đúng rồi, dí bên kia đi. Rồi đi qua bên red đi. Red đi hướng nào? Red giờ không biết đi hướng nào luôn nè. Khổ thật sự, red giờ không biết đi hướng nào luôn. Đây, red đây. Khó quá. Cái gì đấy? À, obby nữa hả? Ok, obby này dễ. Đi hướng nào nữa cả? Ơ? Flăng đâu? Ừ. Flăng, ừ. Thiếu bà đó cái miếng gỗ rồi. Ừ. What the hell? Ồ, Green nằm ở bên kia kìa. Green nằm ở bên kia. Bây giờ làm sao để đi tìm được cái miếng gỗ? Khó chạy. Hình như hồi nãy là tôi thấy, tôi đi ngoài đường là tôi thấy ở phía ngoài này nó có cái miếng gỗ nè. Nó có cái mảnh gỗ nè. Ở đâu hướng này nè. Ở đâu hướng này nó có cái gỗ nè.
Chết rồi, giờ đi giờ làm sao mà nhớ được nó là hướng nào đi ta? Rồi, thêm một cái nữa. Trời đất ơi, con đi xuống đây rồi con mới thấy cái cuối cùng nằm dưới này nè, coi có cất không. Trời ơi, vừa phải thôi. Hèn chi nãy giờ con đi mò hoài ở trên, con không thấy cái miếng gỗ nào hết. Hóa ra hai miếng nằm trên, một miếng nằm dưới nước, nằm dưới cái ống cống này. Trời ơi, vậy là cuối cùng là con cũng phải đi. Thôi không còn gì để mà nói nữa, bây giờ cứ cố gắng trốn thoát khỏi chỗ này thôi. Con game này nó dài quá rồi. Giờ đi hướng nào đây? Giờ đi qua lại cái màu đỏ đúng không? Đây, màu đỏ đây, bây giờ con phải đi hướng này để qua lại màu đỏ thôi. Ê, từ từ nha. Đừng có nói đi qua đây gặp nó nha, vui lắm nha. Đang muốn sống, không có muốn chết đâu nha. Đây, khúc này quẹo, trời tới rồi, ngon quá. Qua bên kia là con sẽ lấy được cái chìa khóa màu xanh lá cây. Và khi lấy được chìa khóa màu xanh lá cây là con có thể thoát ra được, gần như là con có thể thoát ra được khỏi cái khu này rồi. Cố lên, tao tin mày làm được mà. Dạ, yeah, mày làm được mà. Ấy, chìa khóa màu xanh lá cây. Ôi, 13. Mở được cái cửa màu xanh lá cây nữa là 14. Ngon. Ủa, thanh niên kia làm cái gì vậy? Ôi giời ơi, đi tìm cái gỗ đi em ơi. Đi tìm cái gỗ mới ra được. Ôi giời ơi, chưa tìm được cái gỗ không có ra được đâu, không có vô được đâu. Rồi cầu nha, green đúng không? Green thì cô nhớ là mình chỉ cần đi thẳng đường này xong quẹo phải là cỡi. À, quẹo trái. Đi thẳng đường này xong quẹo trái. Cố lên. Ủa, alo kìa. Thanh niên kia chưa biết cái trường hợp là mình phải đi tìm cái miếng gỗ hả? Phải đi tìm cái miếng gỗ mới vô được. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Từ từ. Tìm ba mảnh gỗ rồi. Ồ, vô đây có máu hả? Tức là mình phải đi tiêu diệt nó hay gì? Trời, chắc vậy luôn quá, chắc là tôi phải đi tiêu diệt nó rồi. Cái gì, cái con cá xấu xí, cá hề xấu xí này. À, cầm đá chọi nó. À, được lắm. À, không phải. Hình như không phải là cầm đá chọi nó, là mình phải đi lượm đủ số đá hay cái gì ấy. Ủa? Ấy. Ủa? Cục đá đâu? Ui. Từ từ nha. Trong trường hợp này cũng chưa biết mình phải làm gì trong khu trong cái chỗ này hết. Từ từ cứ nấp cái đá ra kính sâu. Đến là cái map này nó giống như cái map bên kia thôi chứ chả có gì khác đâu. Nhưng mà à chậu ấy nó hả? Ok, tôi hiểu cách giết đó rồi. À, mày được lắm, con cá mày tới số với tao rồi. Tìm cách để tiêu diệt con cá xấu xí này đó là dễ thôi mà. Rồi. À, mày chết với tao rồi. Mày khỏi dí con luôn. Cậu tới đây, bây giờ mày đi chạy nhanh vậy. Úi trời ơi, mày làm gì được tao? Mày làm gì được tao? Lắm. Ui. Trời mé, nó đá cho một phát. Chết luôn. Trời đất, khổ quá. Lại tốn thêm tiền nữa. Con ghe này có gần cả 100.000 rồi đó. Gần cả 100 robux rồi đó. Vừa phải thôi chứ. Ok, hay quá, nó trả mình lại cái khúc này. Ôi. Khó à, cái này khó. À, con cá này nó chạy, con cá trong này nó chạy nhanh hơn mình. Cá trong này nó chạy nhanh hơn mình nữa chứ, thế nó mới khó chứ. Một cái, ok. Rồi, mày ngon mày lộ, mày xuất đầu lộ diễn đi. Quan trọng là tôi. Mày hả con? Ý, từ từ bạn ơi. Từ. Chuyện đó còn có đó, từ. Chuyện đó còn có đó, từ. Ở đây có cục đá không? À đây, trời ơi, mày chết chết tao rồi. Mày chết chứ tao rồi cá ơi, mày chết chứ tao rồi. Ôi. Đâu rồi? Mày xuất đầu lộ diện đi. Đồ con cá thối tha. Đồ. Cá mặt thộm. Mặt mày thộm thiệt. Ủa nó đâu rồi ta? Tính ra là cô chưa thấy nó luôn ấy.
Đó, nó mới đi ị xong. Vai canh nồi. Chết mày rồi cá ơi, chết mày rồi cá ơi, mày chết rồi cá ơi. Mày chết rồi cá ơi. Trời ơi. Tôi đã kêu gì được con cá, tôi đã kêu gì được con cá đây rồi. Cuối cùng cũng đã kêu gì được con cá này. Ở đây. Oh, Lippo. Rồi đi hướng nào nữa ta? Ê, bang coi coi. Chỗ này nó vẫn có cá mọi người. Chỉ là giết cá trong kia thôi chứ ngoài này nó vẫn có cá. Ok, rồi giờ tôi biết là mình phải đi hướng nào rồi đó. Từ từ nha. Ok, rồi được rồi. Let's go, đi thôi. Sắp win. Sắp win. Sắp win rồi. Rửa màu vàng này là đấy, cái chìa khóa màu vàng mọi người thấy chưa? Đấy, cái cửa vàng ấy. Ai, trời ơi. Yo. Vĩnh biệt mọi người, tôi đi đây. Thằng anh ấy lo đi. Nói bà bị bố phố rồi. Ôi, ôi, con game này khó quá. Lần đầu tiên chơi con game này nó quá khó đi. Rồi ok, chắc tôi sẽ dừng video này cả đi thôi. Thì nếu như nào thấy thích video này, đừng quên bao lời cho mình một like, một share. Và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video nhé. Bye bye.